À, tôi hiểu rồi. Ông có tìm hiểu gì đâu đúng Không, tôi hiểu chứ ông buồn cười thật. Tôi mù luôn, có cái điểm sáng của tôi. Xin chào các bạn, mình là Minh Vẹo, là một người mù công nghệ. Đây là No Tech Pro Show, talk show chuyên dành cho những người mù công nghệ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu công nghệ để giúp đi từ low tech thành high tech nhé. Và vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đó là bạn Cu, bạn YouTuber nổi tiếng Tân Một Cú. Mời bạn giới À, thiệu rất qua cảm đó ơn về bản thân mình. bạn. Rất cảm ơn bạn là mong mà bạn Minh Vẹo sau được đọc được tên mình như thế nhá. Rồi, Đây này, chúc công cậu. Tân Một Chào các bạn, mình là Cú. Tân Một Cú và mình là một YouTuber và mình là một reviewer đến từ Echannel. Mọi người hay gọi mình là một thằng chột công nghệ nên ngày hôm nay mình sẽ giúp những anh em mù công nghệ có thể hiểu hơn công nghệ nhiều hơn nữa. Cũng bắt đầu hôm nay với iPhone 13 đúng không? Đúng rồi. Trong vòng 24 giờ qua thì Apple đã ra mắt iPhone 13 và chúng ta hãy cùng điểm qua một số cái thay đổi chính, cụ thể là hai mẫu là iPhone 13 và iPhone 13 Pro nhé bạn nhé. Ok bạn. Đầu tiên thì phải nói đến cái thiết kế thì mình thấy là không thay đổi nhiều, gần y như trang là iPhone 12 với phần tai thỏ bé đi khoảng 20%, thêm hai tùy chọn màu mới đó là màu hồng cho iPhone 13 và màu xanh Sierra cho iPhone 13 Pro. Nhưng mình nhớ năm ngoái hình như là cái iPhone 12 này nó có cái màu xanh đại dương này đúng không? Nhưng mà nó đậm hơn. Màu Đúng năm rồi, nay thì nó nhạt hơn. thực ra thì là iPhone 12 Pro là cái màu đậm. Cái iPhone 13 màu hồng đấy thì đảm bảo là mình nghĩ là sẽ cháy hàng, bởi vì chị em thì thường rất là thích. Theo kinh nghiệm của mình thì chị em cứ ra màu hồng là quất màu hồng thôi. Nhưng mà ngoài chị em thì một số anh em cũng có thể vẫn thích. Có thể là chắc tới trong những cái show tới thì khi mà hết giãn cách thì chúng ta sẽ thấy pin pin Z diện một con iPhone 13 màu hồng lên đúng không bạn? Đúng rồi, có thể đấy là nếu mà Binz chưa ký hợp đồng với các hãng điện thoại khác thì có thể sẽ cầm một con iPhone 13 màu hồng lên, Đúng rồi. và các fan của Binz cũng vậy. Về cơ bản thì thiết kế từ màu sắc, kích cỡ tai thỏ này rồi các cái khác của mình là mù mà, mình mù công nghệ mà. Mình nhìn qua thì mình chỉ thấy đơn giản nó giống gần như là y hệt so với con iPhone 12 của năm ngoái đúng không? Bạn Thật ra thì nghĩ về sao? bản chất là nó cũng thật ra là về bản chất là nó là một cái bản nâng cấp nhẹ, bản nâng cấp rất nhẹ nhàng và đến mức là gần như y hệt. Đến cái mức là cái camera nó chỉ làm khác đi một tí là nó kéo lệch từ thẳng hàng sang chéo chéo. Mình họ nhớ không? Đấy, một cái điểm thay đổi rất là nhỏ như vậy. Và kể cả năm nay thì chúng ta nói về cái con chip đúng không? Con chip A15 thì để giải thích là nó mạnh hơn như thế nào với con chip cũ về mặt kỹ thuật nó rất là khó, nhưng mà mình có thể hiểu một cách nôm na là như thế này. Như Thì nào đấy các đấy cụ để tôi tìm hiểu được thông tin trên mạng rồi, tôi mù nhưng mà cũng có thông tin ở đây á, tôi đọc cho các bạn biết ra đây rồi rồi bắt đầu Tân phân tích tiếp. Chip xử lý A15 Bionic đúng không, đúng không? Con chip được quảng cáo có sức mạnh tăng lên 30%, hiệu suất đồ họa cao hơn 50% so với đối thủ Android khác. Đấy, ông thấy tôi hiểu tin tưởng không? Đúng, ông rất là tìm hiểu đấy, được Tôi ông ạ. Nhưng mà mỗi tội là mấy cái đấy thì Apple nói hết rồi, tao nào nó nói hết ạ. Vậy thì ông nói cái gì? À, tôi nói cái gì á? Thực ra thì để nói về cái con chip này thì để nói đơn giản nhá, thì mình có cái câu là một vài cái lạ thì nó bằng một tạ của nhiều cái quen đúng không? Đúng không? Câu này tôi Thì hiểu. con chip A15 này nó mạnh hơn là bởi vì nó mới. Chấm hết. Tất cả mọi thứ thì nó chỉ gần như y hệt với con chip cũ, nhưng mà bởi vì nó là một phiên bản kiểu được được làm mạnh hơn của con A14 ấy. Thế nên là nó mạnh hơn, thế thôi. Nó là Nó một chỉ đơn mới giản cái là cải lạ thiện. đúng không bạn? Cái mới cái Một lạ mới cái lạ là của người mạnh ta hơn thích, thôi. mà có mới thì phải nới cũ ra. Chính Tôi xác. đang phân vân đấy. Đúng Còn ngoài rồi. ra thì còn có một cái số cái thay đổi khác như là cải tiến về camera. Đây tôi lại lượn nhặt để tôi đọc lại rồi ông lại giúp tôi phân tích cho các bạn nhá. Tôi chỉ có thông tin thôi. Đây. Tôi muốn nghiêm túc tôi đọc cái này. Máy ảnh vẫn có modul kép 12 MP nhưng cảm biến thu nhận ánh sáng nhiều hơn 47%. Modul máy ảnh của iPhone 13 có sensor shift, một tính năng ổn định trước đây chỉ có trên iPhone 12 Pro Max. Đấy, đọc chung quy như thế là tôi thấy một từ thôi là xịn. Đúng không? Tôi nói có chuẩn không? Đúng rồi, đúng 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 rồi, rồi, đúng là rồi, xịn, với là cái người xịn, mua là công nghệ xịn. là rất chuẩn đấy ạ. Đúng Chọn rồi. tiếp tục đi ạ. Tiếp tục, cùng với chế độ quay phim là Cinematic Mode là xóa phông khét mù, có thể thay đổi điểm lấy nét trong khi quay. iPhone thì từ trước tới giờ như như Tân biết đấy là luôn được đánh giá cao với khả năng quay và chụp rồi. Theo như cái đoạn quảng cáo đấy thì ông có thấy là cái chất lượng phim là như là phim chiếu rạp không?
Tôi thấy là cũng kinh mà. Nói chung là nhìn cái chất lượng quay thì thật ra là nếu mà bảo không quay bằng iPhone thì một người sĩ hoặc quay một cái máy chuyên nghiệp chứ không phải bằng iPhone. Đúng rồi, đúng là một ông hoàng ba mắt, ông vua điện ảnh, bà tướng phim và chiến thần focus. Thế nhưng mà quay trở lại với cái cinematic mode thì mọi người thấy đấy là cái đoạn quảng cáo đấy, quay nó rất là đẹp đúng không, rất là nghệ. Thì nói thật ra là cái tính năng mà gọi là quay phim xóa phông này thì nó không phải là một cái gì đấy mới. Tất cả các máy Android khác thì nó đã có từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì cái chúng ta cần phải nói đây là liệu Apple nó có làm khác điều hay không. Bộ phim quay rất là đẹp nhưng mà chúng ta cần phải hỏi ở đây rằng là ai quay bộ phim đấy, ai là người đạo diễn bộ phim đấy, đúng không? Chắc chắn không phải là người bình thường rồi, bởi vì nếu như là người bình thường thì tại sao lại tôi lại ngồi đây nói chuyện với mình ạ? Tôi đang được Apple mới làm quảng cáo chứ đúng không? Thế thì cái đương nhiên để một thước phim ra đẹp ấy thì nó phụ thuộc vào máy này, vào cam này, nó còn vào người quay, kỹ thuật này, rồi thẩm mỹ hình ảnh đó, nhưng nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng cái mà tôi chú ý là kiểu nét trong khi quay ấy thì nét chuyển liên tục, họ rất là focus vào cái đấy. À đúng rồi, thì cái đấy chúng ta nó nói đến câu chuyện là AI, trí tuệ nhân tạo. Thì về cơ bản cinematic mode này nó giống như kiểu là Apple nói với cả khách hàng là tao biết chúng mày muốn thích, kiểu tao biết chúng mày thích quay phim xóa phông kiểu cho nó ảo ấy, nhưng mà tao biết rằng là trình độ chúng mày rất là kém. Thế nên là tao đã học của những cái đạo diễn quay phim và tao dạy cho con AI trên điện thoại của tao. Đó, và chúng mày phải dùng điện thoại của tao để, đúng không? Để nó tự động chuyển nét để theo cái phong cách cinematic. Thì điện thoại của tao làm được nên chúng mày mua đi, đưa 999 đô ra là chúng mày có thể có được những cái đấy. Đấy, kiểu như vậy. Thật ra tôi chẳng có gì, bởi vì mặt tôi cũng nói thật với ông nhiều khuyết điểm, nhiều mụn các thứ, tôi cứ quay bằng story của Instagram là đẹp nhất rồi. Thì cái cinematic mode thì thật ra tôi nghĩ là làm phim thì ít, nhưng mà để story nó ảo hơn thì nhiều. Tôi nghĩ là cái mục đích chính của nó là như vậy. Ok. Rồi, tiếp đến cái điểm thay đổi tiếp theo, đó là màn hình. Màn hình thì vẫn là màn hình OLED cũ, nhưng mà sáng hơn tận 28%. Trong một thế giới tình hình 1, 2, 3 năm qua đầy điều đen tối, thì Apple có vẻ như đang muốn chứng minh rằng iPhone sẽ trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của bạn. Sáng mù mắt luôn. Tại đây thế thì tôi xem như thế thì tôi thấy mà kiểu thay đổi bằng cách là tăng độ sáng thì nó có cái ích hay cái lợi hay cái tác dụng gì không? Tôi chưa thấy cái tác dụng gì ngoài việc là mù mắt cả. Thực ra thì tôi thấy là cái việc tăng độ sáng nó cũng không cần thiết cho lắm ấy. Bởi vì như cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là cái độ sáng nhỏ nhất của con iPhone 4 bây giờ nó có sáng hơn tương lai của tôi không ạ? Tóc tai tôi trầm cảm thế này cơ mà. Tương lai tôi đen tối lắm. Mình giang hô hả? Ok, còn về thời lượng pin ấy không? Thì theo quảng cáo, thì tôi lại theo quảng cáo, tôi mù công nghệ mà. Sau này sau mù công nghệ tôi đọc cái gì tôi cũng phải trích dẫn. Đấy, ông là người, ông là gì, trột công nghệ à? À, trột công nghệ em ạ, trột công nghệ. Trột sao tôi thấy ông trên clip kiểu ông sáng đấy. À ừ, thì có người chuẩn bị cho nốt thêm một mắt nữa thì là nhìn xong ấy mà. Ba mắt à? Ba mắt, chỗ để ba mắt. Theo quảng cáo ấy, thì iPhone 13 thì có chip nhanh hơn, 5G nhanh hơn, màn hình sáng hơn, camera xịn hơn, nhưng mà pin vẫn tốt hơn không ạ? Làm sao lại có thể như thế nhỉ? iPhone 13 được cho là có thời lượng pin ra hơn 2,5 giờ so với iPhone 12. Nó pin nó tốt hơn bởi vì nó pin nó to hơn không ạ? Cái này thì Apple nó cũng nói ở trong đấy thôi. Tức là nó nói những cái kiểu rất là kiểu đơn giản kiểu, thôi ạ. Cái Captain Obvious ấy, kiểu chúng tôi có cục pin to hơn, thế nên là thời lượng sử dụng pin chúng tôi dài hơn. Nhưng mà nói sâu xa một chút về kỹ thuật thì những cái nâng cấp của iPhone 13 so với cái iPhone 12 năm nay ấy, thì nó không mang tính chất muốn pin nhiều. Ví dụ như kể cả màn hình sáng hơn, nhưng mà chưa chắc ông đã dùng đến cái mức độ sáng nhất của nó. Lộn nằm trong phòng cũng chỉ sáng một tí thôi, chứ không như cái thằng bé kia, không hiểu YouTuber tiểu NTN kia tự làm mù mắt mình kiểu các thứ. Thì mình chỉ cần chỉnh lại cho nó vừa phải thôi, thì pin nó đâu có tốn đúng không? Camera tốt hơn nhưng mà đâu phải lúc nào cũng chụp, trừ khi là mình có cái công việc là tạo ra bị phi bom tấn của bằng iPhone thì không nói. Nhưng mà mình kiểu camera tốt hơn nhưng mình không chụp thì nó không tốn pin. Đó là lý do vì sao mà tại sao iPhone 13 lại có thời lượng sử dụng pin tốt hơn iPhone 12 như vậy. Là bởi vì cục pin to hơn và những tính năng của nó thì không tốn pin bằng. Không tốn pin bằng nếu như so với iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro nó có một vài tính năng tốn pin hơn. Thế ông ấy thấy cục pin to hơn thì điện thoại nó có to hơn không? Không ạ, bây giờ thì kiểu các nhà sản xuất bây giờ nó cũng xịn lắm rồi. Họ biết cách làm cho cái cục pin to hơn, nhưng mà cái kích thước tổng thể thì nó vẫn nhét được vào trong cái máy như vậy. Thì nó vẫn thế, nó giống kiểu bim ấy, thì người ta giảm bớt không khí ấy. Thì cái gói thì nó vẫn thế, nhưng mà lượng bim thì nó vẫn thế, nhưng mà kiểu giảm không khí đi thì gói bên ngoài nó cũng nhỏ hơn ấy. Đó, kiểu như vậy. Thì pin bây giờ nó như vậy. Tôi hiểu rồi.
không hiểu gì đâu đúng không? Không, tôi hiểu chứ, ông buồn cười thật, tôi mù luôn, có cái điểm sáng của tôi. Rồi, và năm nay thì iPhone 13 cũng bỏ vì chọn bộ nhớ 64GB. Đấy, 128GB trở thành cái bản tiêu chuẩn. Bao gồm chuẩn đâu ạ? Bao gồm cái bản 128, 256 và 512. Chuẩn đúng không? Còn cái này là rất chuẩn bởi vì là tôi đang dùng một con iPhone 64GB này, tôi dùng 3 năm nay rồi mà cứ lần nào iPhone nó ra mắt, iPhone mới ấy, là kiểu gì nó báo đầy dung lượng. Cứ 64GB là bị đúng không ạ? Nên là họ bỏ cái đấy đúng. Cứ ra mắt iPhone mới là báo đầy dung lượng, không hiểu. Tôi dùng con 128GB rồi bây giờ nó cũng báo đầy rồi. À thế, thế là ông là 128GB cũ, tức là bản đời cũ nó cũng sẽ báo đầy, ông phải mua cái bản đời mới thì nó cũng báo. Tôi dùng cái 12 À, ông dùng cái 12 là cũ rồi không? 12 là năm ngoái rồi. À ừ, dạ, cũ rồi. Ờ, là cũ rồi. Nhiều lúc mình là hậu mà mình không biết đấy không? Đúng, đúng rồi. Ông dùng 64GB cũng thấy không đủ, tôi dùng 128GB cũng thấy cũng đủ. Thằng bạn tôi dùng 256GB hay 512GB có khi cũng không đủ không ạ? Cho nên là con người mình là không bao giờ biết là đủ rồi. Chết lý quá. Chết lý quá, không cần được ạ. Mà ông đang dùng con iPhone nào đấy? Con iPhone nào mà 64GB? Tôi vẫn dùng con 11 Pro không ạ? Đây, con 3 mắt đầu tiên. Lý do nào mà ông kiểu ra 12 rồi, ra 13 rồi ông vẫn dùng con 11 Pro vậy? Tại vì con 12 pin nó như hẹo, pin nó kiểu... ấy không ạ, pin nó kiểu... Tôi chán không mà. À không, thật ra thì nếu mà ông đã dùng từ 11 Pro đổ lên ấy, thì ông sẽ cảm nhận được là nó bị chán hẳn đi, nên là tôi thấy là nâng cấp nó không đáng. Với cả những cái khác biệt nó không nhiều, chỉ có cái thiết kế này rồi cái camera nâng cấp một chút thì tôi thấy là về cái trải nghiệm nó không khác với cả cơ tôi. Nên là tôi chưa đổi, năm nay 13 thì có thể tôi sẽ đổi. Thế thì mình cứ thử nói chuyện một lúc nữa xem là ông có quyết định là đổi không nhá. Okay. Nói tiếp đến iPhone 13 Pro và Pro Max. Theo như hôm qua Apple quảng cáo thì là con iPhone Pro nhất mà chúng tôi từng sản xuất, đến mức trên trang chủ của Apple bây giờ còn ghi cái dòng mô tả này. Bạn nhìn ở trên màn hình này là so Pro. Dịch ra tiếng Việt là gì không biết không? Là Pro. Kiểu này thì không biết là đời iPhone năm sau sẽ được giới thiệu kiểu gì. Ví dụ như là iPhone 14 Bit Pro Max Luxury Gabbana Dolce Royal đúng không? Ok. À, một số cái thông tin ở trong iPhone 13 Pro và Pro Max mà tôi đạt được này. Chip đồ họa mạnh hơn, chơi game bao đỉnh. Camera thì gọi là hết nước chấm. Chế độ tele mới cho phép phóng đại hình ảnh lên 3 lần. iPhone 13 Pro lần đầu tiên giới thiệu chế độ macro siêu chân thực với khoảng cách 2 cm. Cho nên là ông nào mà xem phim lậu mà không thấy cái nút tắt quảng cáo bởi vì nó quá bé thì từ giờ có thể mang cái iPhone 13 Pro ra mà soi, đảm bảo thấy cái nút đấy mà bấm, chứ không như nút bé cũng tôi cũng bị mấy lần rồi, bấm nhầm nó nhảy ra toàn điều trị trĩ sỏi thận với lại yếu sinh lý. Mà tôi có bị sỏi thận hay trĩ hay yếu sinh lý đâu. À, chắc chưa thì tôi nói thế trên này thì không phải tự nhiên nó hiện lên quảng cáo à? Thế à, đề xuất à? Thì ông là đề xuất thì tôi mù nhỉ, tôi mù công nghệ, tôi mù cả tư duy nữa, nên nói ra thì ông lộ hết cả đi rồi. À, bộ nhớ của con iPhone 13 Pro nhỉ? Pro hay Pro có lên... Pro Max Pro Max chỉ có Pro, có Pro có có thể lên tới 1T. Cái này chắc là kết hợp với quả quay điện ảnh cinematic mode ấy, dành cho người dùng thích làm phim. Và giá cái con bom tấn 1T này thì không quá đắt. Tầm 50 triệu không ạ? Có gần 50 triệu thôi, cũng rẻ mà. Tôi nghĩ ông cũng đổi được con này nếu mà ông đang muốn đổi con 11 Pro của ông. Tôi đổi xong thì background đằng sau của tôi sẽ là cây ấy, xong kiểu vườn các thứ là bút giao thông này, chứ không phải là nhà nữa. Thế cái thay đổi nào trong số thay đổi mà mình vừa nói mà ông cảm thấy thích nhất và vì sao? Thay đổi thứ nhất là thật ra camera nâng cấp thì phải đợi test đã, tôi cũng chưa thấy ấn tượng. Bộ nhớ trong 1T, thật ra bộ nhớ trong 1T thì với tôi thì tôi thấy hơi thừa. Tôi thấy là cái đây là một cái option mà kiểu dành cho những người nhiều tiền có thể mua được, người ta sẽ mua. Ông dùng 64GB, ông còn dùng 3 năm thì ông để thấy 1T thừa. Ừ đúng, quên. Còn lại thật ra thì cái mà tôi thích nhất năm nay là về cái tốc độ màn hình. Mà không phải tốc độ màn hình, siêu nó là màn hình tần số quét cao 120Hz. Okay. Ông có đọc về thông tin về cái này rồi đúng không? Tôi cũng có đọc nhưng mà tôi chưa hiểu, không có thể chưa hiểu à? Đây tôi sẽ ví dụ cho ông rất là dễ hiểu. Đây là cái con iPhone 11 tôi thì ông có thể thấy là về cái tốc độ chuyển cảnh nó rất là chậm đúng không? Cái này gọi là tần số quét là 60Hz, nó chỉ tầm này thôi.
Đợi tôi tí. Đây, tôi thử con 12 của tôi. 12 của ông không có, 12 của ông nó cũng thế á. 12 của ông giống hình. Đấy, còn với một cái con Android khác thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Trong nhìn này tốc độ nhanh hơn. Đó, thì đây là 120Hz. Thì thật ra đây là một cái tính năng mà các máy Android khác thì nó đã có rồi. Và thậm chí là kể cả cái con Android mà nó ra mắt từ trước iPhone 13 cũng đã có. Thì cái mà tôi muốn trải nghiệm ở đây đó chính là cái việc mà thay đổi tần số quét. Tức là cái tần số quét này không phải lúc nào nó cũng cao 120Hz như thế, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ mà mình cảm ứng. Tức là nếu mà mình cảm ứng nhanh thì nó sẽ để 120Hz, nó rất nhanh như ban nãy. Còn nếu như mình cảm ứng chậm thì nó sẽ chỉ để tốc độ kiểu chậm chậm thôi. Thì cái này nó liên quan đến pin, tức là nó sẽ tăng giảm như thế để đảm bảo là tần số pin của ông nó vẫn ok. Thì bởi vì lúc nào mà giữ ở 120Hz thì nó sẽ rất là tốn pin. Thì những cái tính năng này thì thường là Apple ra sau thì Apple sẽ làm tốt hơn. Nên là cái mình phải đợi là liệu nó ngon hơn máy Android hay không, nó có đúng với cả các ngón tay của mình hay cái không. Cái này tôi thấy ông có quan tâm không? Cái này tôi cá nhân người dùng tôi không quan tâm về cái này lắm đâu. Ông không quan tâm đúng không? Nhưng mà thực tế ra thì cái này là cái ông sẽ sử dụng nhiều nhất, bởi vì nó là màn hình. Bởi vì là ông sẽ chạm và ông sử dụng hàng ngày. Bởi vì một khi ông đã chuyển từ cái màn hình ra 120 về cái này nè, mà ông về cái này nó sẽ rất là chậm, kiểu mình không thể sử dụng nổi luôn ấy. Thì đây là một cái mà thật ra thì tôi nghĩ là mọi người sẽ không để ý lắm, bởi vì nó cũng hơi mang tính kỹ thuật cao ấy. Nhưng mà tôi thích cái này. Rồi bây giờ đến với cái mà chắc là tôi, ông này rồi mọi người này quan tâm nhất này. Chứ thật ra là kiểu phân tích về tính năng các thứ bên trên cũng chỉ là để gọi là tôi nãy giờ tôi cũng chỉ ngồi kiểu làm màu đấy, không mua được thì cứ ngồi phân bua rồi cân đo đong đếm chứ người có tiền đấy. Có vẻ là hiểu biết đúng không? Tôi không mua bởi vì tôi hiểu biết đúng không ạ? Chứ còn người có tiền đấy, người ta không cần hiểu biết nhiều, người ta có mới người ta mua luôn. Đúng rồi. Cho nên là thôi cập nhật về giá để các bạn nắm. Cái giá là cái con iPhone 13 mini giá bản 128 là 20 triệu, 21 triệu, iPhone 13 là 22 triệu. Tức là con iPhone 13 mini và iPhone 13 theo tôi nhớ là hình như là giá y nguyên như con iPhone 12 mini và iPhone 12 đúng không? Giá nó vẫn xem như là cái hồi ra mắt. iPhone 13 Pro thì giá là 30 triệu, 128 GB. iPhone 13 Pro Max là giá là 33 triệu, và cái bản 1T ấy là 50 triệu như mình đã nói rồi. Cá nhân tôi không quan tâm về giá mà, bởi vì tôi không có tiền. Ok, nếu ông mua con nào? Tôi á? Ừ. Tôi thì không quan tâm lắm vì tôi đã không có tiền đâu ạ. Nhưng mà thật ra nếu mà tôi ấy, thì tôi sẽ chọn con iPhone 13 Pro 128GB. Bản 13 Pro bản gọi là rẻ nhất. Bởi vì là nó có đủ tính năng, nó không khác với cả Pro Max này. Giá nó rẻ hơn là chắc chắn rồi này, và tôi cũng chỉ dùng đến 128GB thôi. Gấp đôi còn... con đúng rồi, gấp đôi, tức là nó sẽ phải mất 2 năm nó mới báo đầy dung lượng. Đúng rồi. Mất 2 năm thì tôi sẽ lựa chọn con đấy. Còn nếu như mà gọi là thực tế nhất thì tôi nghĩ mọi người nên mua iPhone 13. Ừ. Giá hợp lý hơn. Ok. Có một cái thông tin khá là quan trọng này. Khá là hay là như Apple quảng cáo thì vỏ của các dòng iPhone 13 nó sẽ bỏ cái lớp bọc nhựa ở ngoài đi không ạ? Và cái điều này có thể giảm 600 triệu tấn rác thải nhựa. Đây là một phần trong những hướng thân thiện với môi trường của công ty này. Năm trước thì là bỏ sạc, năm nay bỏ vỏ nhựa. Tôi đang thắc mắc là liệu có năm nào mà Apple bán kiểu bao bì siêu thân thiện mà chỉ có hộp mà không có điện thoại. Bỏ luôn iPhone đi, bỏ luôn điện thoại đi, để giảm lượng rác thải điện tử không nhỉ? Cũng là một ý hay đúng không? Cũng là một ý được đấy nhỉ? Và tôi nghĩ là có người mua đấy không ạ? Có người mua đấy. Mua cái hộp về đó. Đăng lên Facebook khoe là chứng tỏ là mình rất là yêu môi trường, bỏ số tiền rất là lớn ra để tuyên truyền cái này. Hôm nay tôi bỏ ra 50 triệu để mua một hộp iPhone 14 Pro Max 1T. Mua cái hộp thôi. Pro VIP Max Pro. Pro VIP Max Pro. Ông nhớ được rồi đấy, ok 1T. Như vậy là cái phần phân tích, bình luận, mổ xẻ các thứ của Binh Vẹo và Cu Tân Một Cú đã xong. Tiếp theo mình sẽ đến một số ý kiến bình luận cư dân mạng về iPhone 13 trên mạng xã hội, một số diễn đàn cả khen cả chửi nhá. Ok. Khen này tôi thấy khen nhiều nhất là khen nâng cấp về camera với những người mà thích chụp, thích quay ấy, thì rất muốn sản phẩm cái cinematic mode và những cái cải tiến khác, tele rồi các cái thứ gì đấy. Các kiểu các thứ đấy, nói chung là nó mới. Còn những cái câu chửi nó là như này: iPhone gì mà fix mỗi năm thì ra cái mới mà mỗi năm fix không mỗi 1-2 điểm. Năm nay là 120Hz và tai thỏ ra.
Tức là như ông nói, nó chỉ thay đổi một hai điểm đấy, nó không có cái gì mang tính cách mạng cả. Thì thật ra thì tôi thấy là cái con này nó nên tên là iPhone 12s. Nếu ông để ý là bình thường là Apple hay có cái dòng S đúng không, nhưng mà đến năm nay là cái Là năm dòng thứ ba liên super à? tiếp Super này, rồi đắt, rồi các thứ này, rồi Supreme, kiểu Supreme ấy đấy. Thì năm nay nó không làm cái S, nhưng mà thực chất ra tôi thấy cái bản này nó giống như bản S, nó nâng cấp rất rất là nhẹ. Và lý do vì sao nó nâng cấp nhẹ như thế thì nó chỉ thực chất là để tạo được đủ cái sự khác biệt với cái dòng cũ để người ta bỏ tiền ra người ta mua thôi, chứ còn nâng cấp về mặt công nghệ bây giờ thì nó còn cái gì nữa rồi nâng cấp. Bây giờ điện thoại ông còn muốn nó làm được cái gì nữa, để nó làm được đủ thứ rồi đúng không, bây giờ nó còn muốn nó làm gì, bây giờ còn muốn kiểu ấy cái thứ à. Nên là nói chung là nó không thể làm được nhiều đến như thế nữa rồi, và bây giờ nó cần những cái nâng cấp gọi là về cái mặt trải nghiệm thôi, nên là nâng cấp nhẹ là đúng. Nâng cấp về mặt trải nghiệm là như nào nhỉ? Nâng cấp về Trải trải nghiệm nghiệm ví người dụ dùng như à? là cái màn hình 120 Hz thì ông vuốt nó nhanh hơn này đấy. Cái tai thỏ này nó nhỏ Còn hơn yêu này. cầu nâng cấp về mặt công nghệ gì, nó công nghệ nó tiến tiến chậm chậm từ từ đấy chứ gì, bắt mới năm ngoái năm kia ra 12, năm nay 13 nó làm cái gì đấy kiểu kiểu đột phá đúng không? Cái bình luận này nó hơi tiêu cực đấy. Này là Nhưng thật mà ra chắc năm chắn nào mà ông người viết ta bình viết luận này ông vẫn mua iPhone 13 thế luôn. Bây giờ thì tôi với ông sẽ đưa ra cái ý kiến của cá nhân mình nhá, để khuyên mọi người. Theo tôi thì nhiều tiền thì cứ vã cái bản full option mắc lên, là bản 50 triệu, 47 triệu, 13 Pro Max 1T. Còn ít tiền thì mua cái bản tầm tiền vừa vừa thì mua bản iPhone 13 tầm 24 triệu, bản 128 GB là đẹp. Ít tiền thì nên mua bản thường đấy, nhưng mà là bản iPhone 8. Còn không có tiền đấy, còn không có tiền như tôi ấy, thì chắc chắn là không nên mua, mà nên tập trung làm lũng kiếm tiền, làm show với Tân một cú ấy. Làm như này đây này, làm show như này để cày kiếm từng đồng nhuận, tiết kiệm tích tiểu thành đại, để đến khi có khi có được con iPhone 14 V Pro Max Luxury Gamona đôn chế Luxury không ạ? Ok, vẫn là minh vẹo cách đây 3 phút được vừa cầm con 12 Pro lên khoe. Có thể Hay là số quá. sau, có thể là lần sau cái iPhone 14 tôi phỏng vấn ông tiếp, tôi lại cầm con 13 lên. Okay. Nói tóm lại thì để đánh giá cá nhân tôi, cái iPhone 13 đó là một con mà 3 chấm nhất từ trước tới nay. Apple luôn nói đấy, luôn luôn là con nhất từ trước tới nay. Còn cái nhất đó có thật sự cần thiết không thì còn tùy thuộc vào nhu cầu và túi tiền của các bạn. Cá nhân mình thì mình không thấy trong iPhone 13 này có gì nổi bật nên mình vẫn sẽ dùng con iPhone 12 Pro Max. Cái hướng của tôi của đâu? Đúng 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 là năm nay thì nói thẳng ra là nhạt, cá nhân tôi thấy là nhạt. Thực ra hôm qua bỏ ra hơn tiếng ngồi ngồi xem cái sự kiện giống như là mình xem hơn một tiếng đồng hồ một cái quảng cáo ấy. Mọi người lúc nào cũng nói là cái này là cái tốt nhất, thì tất nhiên là cái tốt nhất thì ông vừa mới làm ra nó, thì nó phải là cái tốt nhất rồi, Mới nhất đấy là còn kém hơn cái cũ đúng, nó mới nhất thì nó tốt nhất rồi đúng không? Thì thế nhưng mà nếu mà nói về chuyện nâng cấp thì tôi nghĩ là những người như ông đang dùng 12 Pro Max thì không cần phải nâng cấp lên, không cần thiết. Nhưng mà những người mà như tôi sử dụng bản 11 trở xuống thì có thể là sẽ cần, có thể là sẽ yêu cầu là nên nâng cấp, thì nó có những cái trải nghiệm mới như màn hình hay là camera thì nó sẽ tạo nhiều sự khác biệt hơn, khác biệt hơn là so với việc là từ 12 lên lên 13 đấy. Thì đấy là ý kiến của tôi, cách hai đời hãng nên nâng cấp thì nó sẽ có nhiều cái khác biệt hơn và đáng tiền hơn. Còn như ông nói đấy, còn lại những cái bản mà mang tính chất kiểu dạng như là có tiền thì sẽ mua được như bản 1T chẳng hạn, thì nó sẽ dành cho những người là vợ của mấy đại gia năm nào cũng mua bản 1T đấy, năm sau đổi máy luôn, từ 900 GB vẫn đổi. Đấy, nên là những cái bản đấy thì chúng thế ta có sẽ vẻ bàn luận là nên mua hay không. có vẻ những cái show anh em mình là đang dành cho những cái bạn mà đang đắn đo về tiền bạc thôi đúng không? Những người ít đúng tiền rồi, thôi. dành cho những người nghèo giống mình chứ. Nghèo vào mù công nghệ đúng không? Ok, vậy thì cảm ơn ông Tân Một Cú đã tham gia cái số Notech Pro Show ngày hôm nay. Còn các bạn sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua sở hữu chiếc iPhone 13 hay các bạn sẽ bỏ qua? Hãy cho mình biết ở comment bên dưới nhé. Còn mình là Minh Vẹo, một người mù công nghệ. Xin chào và hẹn gặp lại.